Còn má trong chưa? Cứ đẩy mạnh thôi, đẩy mạnh thôi, đẩy mạnh thôi, đẩy mạnh thôi. Nữa đi, nó gãy mà, cái đấy. Mạnh nữa đi. Rồi. Vồ vào cốc cây à, bồ cốc cây à. Vồ gốc hai cốc cây. Anh học ơi. Vồ gốc cây to. Khả năng cân để kia không nhảy lên đâu. Buộc ngắn vào, buộc mãi ngắn nhà mà. Khênh nặng không cân lên? Khênh đấy không nặng lắm. Anh Hồng đẩy đuổi con kia sát nó vào. Một năm mốt. Nặng nhỏ con nào? Nặng ấy. Lên. Lùi cho lùi. Lùi. Đó. Lên. Đi. 260. 258. Nặng phết nhỉ. Con kia là 151 rồi, con này 258 nhỉ. Dắt con được kia xuống cân đi. Dắt thôi cháu. Hai anh mà không hiện đâu. Một con 258 nhỉ. Một con 251. Đuổi với đi xe. Tí nữa nhỉ. Con này đéo bé tí này mà 251 à? Cháu con này nặng nhỉ. Ừ nhỉ. Sao con kia. Con kia 258 hay nhỉ? To gấp đôi mà sao? Xương. Đuổi. Lên. Con này chắc 210. Cứ cho lại. Con này là 2. Con này chỉ đúng 220. Đây không lấy cái xe này. Đúng rồi. 220. Chỉ sợ con kia còn nhảy cân. Con được á? 260. Con được á? Nó cân lại. Đấy, con này bao nhiêu nhỉ, cân đó? Con đấy là 220. Con kia là 220. Đấy chị, vì em biết chị chụp cân lại đi, chụp cân thoải mái đi, có lúc bảo. Con này có cân lại nốt này. Ừ. Con này nó nhảy một phát thì nó tụt đi 2 cân. Đi sau đuổi. Đúng rồi, chuẩn. Không cho xe, con này cho xe này. Cho lên luôn. Định lật cái sàn thôi. Ê, anh ơi, và lên úp cái sàn xuống. Con kia là 220, con này là 25 mấy. Úp đi, không được. Thế thì cứ chờ lên, bỏ cân ra. Trong cân con kia thử xem phát à. Ừ. Tính hao đi chục cân đi từ hôm qua. Cân con này gì? Mình cân thử thôi. Vẫn thế đâu à. Chả có nhiều vẫn là tính như hôm kia rồi. Có ít vẫn tính thế, có nhiều vẫn tính. Bỏ cân ra. Để mãi dưới.
để mãi không ai, đừng đừng để ra thẳng đây này, để nó vỡ đấy, đấy đúng rồi. Ôi đùa đùa đùa, đùa đùa ra sao ra sao ra sao. Lê này không hết cần. Ôi từ ôi mẹ đất hết dây ấy này. Con kia là 220. Con kia 220. Đây con này là 251 cân cái. Đây con này là 220 nhá. 220 đực. Màu đực nhá, 220. Wow.